Thì xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách hàng những cái cánh cửa tủ ha, mà cùng loại. Thì bây giờ mình sẽ lấy vuông cái khung đầu tiên ha, và bắt đầu mình sẽ hàng những khung tiếp theo. Thì mọi người thấy đây, mình sẽ cắt như giặt khung bên đây ha, mình sửa lại cái thêm cánh cửa tủ này. Thì giặt khung bên đây, giặt khung bên đây mình sẽ cắt đều ra hết ha cả nhà, cùng kích cỡ đều hết. Còn giặt khung bên kia thì mình cũng cắt đều hết ha. Đây thì mình dùng hai cái cây vuông hai nè, vuông hai mình gái như vậy ha. Rồi mình lấy cái cây cái kìm bấm á, mình sẽ làm cỡ ha. Đó, làm cùng kích thước cỡ hết nè, mình đưa vô bắt đầu mình sẽ cắt thôi. Mình sẽ cắt hàng lọ, mình cắt hàng lọ này thì nó rất là dễ nha cả nhà. Đó, mình cắt cái cây đầu tiên, ví dụ như mình lấy cái cây này nè, cây này bao nhiêu. Rồi bắt đầu mình cắt, mình lấy kìm bấm lấy dấu của một cây đó, bắt đầu mình sẽ cắt theo ha, thì nó sẽ không bị phình cái bụng, nó không bị cắn cây nha, rất là dễ nha. Thì bây giờ mình sẽ hàng khung này là cả nhà. Tủ này mình che bằng nhôm, mình che bằng thiết ha, cho nên là mình không cần phải cắt góc nha cả nhà. Mình hàn bốn góc xong, mình đầu mình lấy thước mình đo hai đường chéo của cái hình chữ nhật này nha. Cái chiều này nó hơi dài hơn chút xíu cả nhà, mình nó thu lại chút nhẹ nhẹ chút. Đều ha. Cái đều thì bây giờ mình sẽ lấy những cho nhỏ. À, để mình gắt nó lại ha. Mình kéo nó lại nha cả nhà.
ha. Bây giờ mình sẽ đo lại. Sẽ đo lại nha cả nhà. Đo lại xem coi nó đúng hay chưa nha. Đặng mình vô cái những cây đấu giữa. Ok nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ làm được như vậy. Bây giờ mình sẽ vô những đấu giữa ha. Mình sẽ đặt những cái giữa vô. Mình sẽ chia vô những cái giữa nha cả nhà. Đó. Xương giữa đưa vô ha. Vô hết những xương giữa nha. Cái này là cắt cùng cỡ hết nha cả nhà. Bây giờ mình đưa xương giữa vô, bắt đầu mình hằn chấm bon ha. Khi nào mà hoàn thiện hết mình sẽ hằn chết sau nha cả nhà. Thì mọi người khi xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ thường xuyên ra video, thì mọi người đón xem video mới nhất vào lúc 7 giờ tối nha cả nhà.